ngay sau đó chúng ta đang đến với nhà được trực tiếp tại sân bóng đá Thanh Thái để theo dõi trận cầu thủ trong buổi chiều ngày hôm nay. Cuộc so tài của ca thủ 1-8 Messi có Trần Việt. Bất động sản Trần Việt trở lại ở hạng mục sân đấu 11 người và ở trong trận đấu ngày này họ sẽ đấu với trang phục quen thuộc đó là sắc đỏ. Hiệp một này Trần Dự cũng thành ở bên phía cánh phải. Trong đó thì ca thủ của 1-8 Messi sẽ đấu với trang phục sắc vàng, trang phục mà họ đồng với màu sắc của trái bóng tròn ngày hôm nay sẽ thi đấu lần đầu tiên có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trái bóng H3 được sản xuất và điều phối bởi Gia Việt đến từ thủ đô Hà Nội. Như vậy là một qua đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu một trận cầu với rất nhiều những sự tuyệt vời và cả những sự trông chờ ở phía trước. Khải đường truyền vào rất đáng tiếc, người đã can thiệp rất nhanh cho cầu thủ Trần Việt, đó là cầu thủ áo số 5 Ngư Báu. Họ với đối thủ 1-8 Messi. Đừng quên chia sẻ đường like cho cầu để chúng ta cùng nhiều người được biết. Còn với những khán giả chưa đăng ký theo dõi fanpage là một đài. Qua người rồi. Ở phía trong có đến hơn 2 cầu thủ đồng đội đã có thể sẵn sàng hòa nhân. Trả bóng ai? Cú dứt điểm ngay của đồng đội Hoàng Nhân. Đó là một tình huống tấn công rất nhịp nhàng của ca thủ 1-8 FC. Có vẻ như người dẫn đầu bóng này đó là cầu thủ màu số 13. Rất đáng tiếc. Nhiều sáng rồi. Bỏ nhiều quá. Và như vậy là có bàn thắng dành cho cầu thủ Trần Việt FC. Người ghi bàn không ai khác chính là bầu Trần Việt trong một tình huống tấn công. Khi bóng vừa trở lại cùng chơi thì đã có được pha lập công. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ áo đỏ. Chúng ta cùng theo dõi lại pha tấn công này. Một tình huống lốc bóng khá hay của bầu Trần Việt. Sau khi bàn thì anh rõ ràng là có quyền ăn mừng ở trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên vị trí đã phạt ở phần sân nhà. Hoàng Nhân và bất nhà có cơ hội dành cho cầu thủ 1-8 và về tỷ số được cân bằng là 1-1. Một tình huống lốc bóng để thực hiện đường chuyền rất nhanh lên tuyến trên dành cho đồng đội. Người ghi bàn để cân bằng tỷ số đó là bàn thắng của cầu thủ áo số 7 đến từ 1-8 FC. Tình huống của Quang Calop. Lý Siêu Nhân. Bóng vẫn đến được vị trí của Quang Calop. Và xử lý không vào. Cú ra chân rất mạnh dành cho cầu thủ áo số 7. Tuy nhiên đó là một tình huống mà thủ thành Quốc Huy của ca thủ Trần Việt FC cũng đã thi đấu rất tập trung. Người dứt điểm cũng hay mà thủ thành đầu người để cản phá cũng cực kỳ xuất sắc. Nó tạo nên một pha bóng đẹp. Quả cầu lóc lựa chọn giải pháp dứt điểm ở góc gần. Gặp khá hiểm. Đối với ca thủ Trần Việt đã có sự đường ngay. Thì Philip Lê vào sân để thay thế vị trí của Xuân Linh. Nguy hiểm. Cú sửa bóng thành công và tỷ số là 2-1 dành cho cầu thủ của 1-8. Đó lại là cầu thủ áo số 7 Quang Calop cú đúp dành cho cầu thủ này. Hệ thống phòng ngự của cầu thủ Trần Việt vừa rồi đã có một chút chững lại. Tuy nhiên đã không có tiếng còi cất lên. Vẫn muốn để lại là những tình huống chuyền bóng dài nguy hiểm quá. Lần này thì trọng tài đã cất còi và đó là lỗi Việt Vị. Thank you.
Pha bóng sức dướng rất tốt của Quang Ca Lóc để vượt qua hệ thống phòng ngự các tuyển áo đỏ. Tiếp sau đó là cú sửa lòng không thành công. Cú mà thủ thành Quốc Huy của cao thủ Trần Việt cũng đã có một pha chọn vị trí tốt để có thể giải Huy. Quán Quý. Rất nguy hiểm. Bóng đi chạy ra ngoài. Và theo dõi này những pha bóng mà hai đội bóng tạo ra. Cả các thủ Trần Việt và các thủ 108 SC đều đã có những pha bị trả biến. Ngọc Vấn, bóng vẫn đến được với vị trí của Ngọc Vấn. Rất đáng tiếc. Đó là pha bóng mà số 24 đã nhờ bóng hơi dài. Hoàn toàn có thể thực hiện một tình huống an toàn hơn dành cho số 24 của các thủ Trần Việt. Có sai số trong việc cắt bóng của cầu thủ trung vệ bên phía 108. Trả bóng từ bộ Trần Việt, Văn Quý. Cú sút ngay. Một bàn thắng đẹp dành cho Văn Quý và cao thủ Trần Việt SC. Tỷ số được cân bằng là 2-2. Pha bóng mà Trọng Hải cũng đã xin bóng ở bên phía cánh phải nhưng Văn Quý lại đưa ra một quyết định táo bạo hơn. Và nó được thực hiện một cách sắc sảo. Bộ Trần Việt đã trả bóng lại vào phía giữa cho số 7 Trần Duna. Đó là Quốc. Và bài bóng khá hay, Thang Vy Linh. Xoay sở khéo, không vào. Quá tiếc cho Thang Vy Linh. Nếu như vừa rồi tình huống xử lý hoàn hảo có bàn thắng thì đó sẽ là một pha bóng đen. Thằng Vy Linh đã vặn sườn liên tiếp các cầu thủ phòng ngự bên phía Trần Việt FC trước khi tự tạo quả trống. Một pha xử lý có yếu tố kỹ thuật rất cao của số 6 bên phía cao thủ 108. Chỉ tiếc là cú sút đã quay lưng lại với bàn thắng của anh. Thuận Du Đà. Khá thoáng cho quả cáo của Khánh Cháy. Đường truyền vào nguy hiểm. Không thành trống và rõ ràng là bánh lưới của cầu thủ Trần Việt có được đảm bảo. Tỷ số đã được nâng lên là 3-2. Như vậy là tiếp tục là trạng thái quen thuộc. Cầu thủ Trần Việt FC là những người mở tỷ số trước cho đội hiệp đấu. Nhưng sau đó thì họ đã không thể giữ được. Đối phương lại có câu trả lời trả ngược lại. Và bây giờ là bạn. Đỗ Tân Nhã. Cơ hội dành cho cầu thủ 108. Bây giờ đến một bàn thắng đến dường như là ấn định tỷ số. Và đó là tình huống xử lý rất thuyết phục dành cho cầu thủ áo số 13. Tỷ số đã lên nâng lên. Còn số 4 dành cho cao thủ của Osama FC. Và quý vị khán giả thân mến, đó cũng là điều đáng chú ý cuối cùng khi mà tuần này chúng ta để khép lại trận đấu trong lúc của cao thủ Trần Việt và cao thủ của 108. Và kết quả chung cuộc là 4-2 cho cao thủ 108. Cảm ơn đội bóng đã mang đến trận đấu ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Và đặc biệt là chúng ta đã chứng kiến với trái bóng Hapa đầu tiên được làm tại vòng một chuyến đi. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều người sẽ có thể trải nghiệm với trái bóng Hapa. Và đến đây chúng tôi sẽ phải nói lời chào tạm biệt và gặp lại vào lúc 16:30 từ Long An.